thưa quý vị đều, cùng toàn thể bà con, Lệ Huyền xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào kính trọng nhất. Và để mở đầu chương trình khai mạc giải bóng đá cộng đồng Lệ Huyền không có gì hơn với giọng ca tiếng hát của mình sẽ đem lại góp phần tình cảm của mình để đến với giải bóng đá khai mạc cộng đồng hè. Sông La, anh nghe câu hò vì rằng để một đời anh đi xa, để ngàn đời em nhớ mãi. Ngày ấy con đó đưa tiễn một người lữ khách qua sông. Người ơi sao mà sông nặng, câu thương câu đời cũ mặt